có quá nhiều thách thức phải vượt qua. Sức chống chịu của nhiều doanh nghiệp đang dần cạn kiệt do dịch bệnh kéo dài. Hồi sức, thậm chí là cấp cứu cho các doanh nghiệp là điều cần làm ngay từ lúc này. Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng tối 28 tháng 8 trên kênh VTV1. Trường cao đẳng truyền hình tuyển sinh năm 2021, 180 chỉ tiêu hệ cao đẳng cho các ngành báo chí, quay phim, truyền thông đa phương tiện, công nghệ điện ảnh truyền hình, đồ họa đa phương tiện và tiếng Anh dành cho học sinh có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tương đương. Thời gian xét tuyển, đợt 1 từ mùng 1 tháng 2 đến mùng 8 tháng 8 năm 2021, đợt 2 từ 13 tháng 8 đến 31 tháng 12 năm 2021. 215 chỉ tiêu hệ trung cấp cho các ngành tin học ứng dụng, công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, quay phim, nhiếp ảnh, công nghệ điện ảnh truyền hình dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Thời gian xét tuyển, đợt 1 từ mùng 1 tháng 3 đến 31 tháng 5 năm 2021, đợt 2 từ mùng 5 tháng 6 đến 31 tháng 7 năm 2021, đợt 3 từ mùng 1 tháng 8 năm 2021 nếu còn chỉ tiêu. Hãy nhanh chóng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến để có thể theo học tại ngôi trường đào tạo duy nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 17 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng nay